Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngủ quý khán giả của Net TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay sẽ có hai phần ở phần đầu. Chúng tôi mang đến quý vị phần cập nhật ai đã thắng ai trong dòng tranh luận sơ bộ đầu tiên của các ứng cử viên tổng thống bên đảng Cộng hòa khi không có ông Trump. Giờ ở phần 2, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ai đã ra tay giết chết trường của Wagner là Prigozhin. Ai đã ra tay? Liệu đó có phải là bàn tay đậm máu của Putin hay không? Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News giới thanh tồn vào giờ này. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi, kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác? Hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt bio BioMR2 này là dành cho bạn. Xin gọi 1800 338 4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Việt Nam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Việt Nam Tao, 979 Road Unit 7087, điện thoại 408 2354. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Mall Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thứ Tư 23 tây tháng 8, trong cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Cộng hòa về cuộc bầu cử năm 2024, thì tám ứng cử viên tổng thống trong đảng đã tung ra những lời lẽ gây gắt khi mà họ tranh giành vị trí thứ nhì, trong khi người dẫn đầu là ông Trump thì không tham gia tranh luận. Ông Trump tỏ ra xem thường sự kiện này khi ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước nhằm mục đích thu hút bởi một lượng người xem khỏi cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận nảy lửa kéo dài 2 tiếng đồng hồ cho thấy có những thách thức to lớn mà các ứng cử viên phải đối mặt trong việc tìm cách đánh bật ông Trump khỏi vị trí dẫn đầu mà cựu tổng thống đang nắm giữ. Cuộc tranh luận diễn ra 5 tháng trước cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong đảng Cộng hòa để chọn ứng cử viên tổng thống ở tiểu bang Iowa và hơn 14 tháng trước cuộc bầu cử liên bang. Trong khi thống đốc của tiểu bang Florida là Ron DeSantis vẫn đứng ổn định ở vị trí thứ nhì trong các cuộc thăm dò, mặc dù thua xa ông Trump Song Vivek Ramaswamy là một doanh nhân công nghệ 38 tuổi và là một chính trị gia mới mẻ, lại là nhân vật trung tâm trong nhiều thời khắc tranh luận kịch tính nhất do đài Fox News tổ chức. Vivek Ramaswamy là một người bảo vệ quyết liệt cho ông Trump và cũng đang tăng điểm trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc. Đã đối mặt với rất nhiều lời công kích từ các đối thủ giàu kinh nghiệm hơn, họ dường như coi ông này là mối đe dọa nhiều hơn so với Ron DeSantis. Cựu phó tổng thống Mike Pence đã nói, chúng ta không cần phải đưa thêm một tân binh vào cuộc. Trong khi cựu thông đốc của tiểu bang New Jersey là Chris Christie, thì cáo buộc Vivek Ramaswamy nói cứ như là chat GPT, tức là hàm ý về một chương trình trí tuệ nhân tạo. Vivek Ramaswamy đáp trả bằng cách nhấn mạnh địa vị của mình là một người không bị ràng buộc bởi bởi giới quyền thế giàu có. Và ông gọi những người còn lại trên sân khấu là những người đã bị mua đứt và được trả tiền. Và cáo buộc Ron DeSantis là con rối siêu hạng của PAC. PAC tức là các ủy ban hành động chính trị độc lập thường quy động số tiền không giới hạn từ các tập đoàn và cá nhân. Và ông này cũng có lập trường theo chủ nghĩa biệt lập nhất khi bàn về cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, cho rằng đó không phải là sự ưu tiên của Hoa Kỳ và nói là ông sẽ chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine. Điều này đã bị ứng cử viên Nikki Haley, bà Nikki Haley là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, chỉ trích gay gắt. Cuộc tranh luận được coi là một thời điểm có khả năng mang tính thang chốt đối với Ron DeSantis. Chiến dịch tranh cử của ông đã bị phân tán bởi tình trạng nhân sự lộn xộn trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ Ron DeSantis giảm xuống tuy chậm nhưng đều đặn. Trong khi đó ông Trump, ông Trump thì là người dẫn được các cử tri đảng Cộng hòa yêu thích rõ rệt, bất chấp việc ông phải nhận 4 cáo trạng hình sự, để quyết định bỏ qua cuộc tranh luận để có một cuộc phỏng vấn dễ chịu hơn với bình luận gia có tư tưởng bảo thủ là Tucker Carlson. Cuộc phỏng vấn được phát trực tuyến vài phút trước khi cuộc tranh luận bắt đầu. Cuộc phỏng vấn có khoảng 74 triệu lượt xem trên X, X mà trước đó có tên là Twitter và cuộc phỏng vấn này kéo dài trong suốt 46 phút. Tôi giờ thấy tính toán không? Thứ nhất, ông Trump không tham dự cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên. Ông từ chối. Lý do từ chối thì quý vị thấy đưa ra. Lời mà bên ông Trump đưa ra là gì? Tôi đang là người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến của các ứng cử viên thì không có lý do gì mà tôi phải mất thời gian ngồi xuống để tranh luận với những vị cách xa tôi như vậy nhưng đó là lý do trên bề mặt còn nguyên nhân sâu xa hơn là gì là bởi vì ông trump ổng thù đại fox news ổng thù fox news fox news quý vị nhớ là đã, đã từng có những bình luận đã từng có những bản tin không có lợi cho ông trump và đặc biệt gần đây, Fox News tỏ ra thổi ống đủ đủ cho thống đốc của tiểu bang Florida là Ron DeSantis hơi bị nhiều. Mà ông Trump thì chẳng ưa Ron DeSantis một chút nào ở thời điểm này. Do đó, quý vị thấy cái dòng xoay lẫn quẩn đó cho thấy vì ông Trump không ưa thậm chí thù Fox News, mà Fox News lại là đại đứng ra để trực tiếp truyền hình cuộc tranh luận đầu tiên này. Đấy, Đấy mới là nguyên nhân sâu xa khiến cho cựu Tổng thống Trump từ chối thứ nhất chẳng những không tham dự cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên. Mà thứ nhì, còn ngồi xuống để trả lời cho một cuộc phỏng vấn. Mà cuộc phỏng vấn đó được thực hiện bởi một cựu host, cựu xương ngôn viên của đài Fox News trước kia, bây giờ không còn làm việc nữa. Bây giờ, kiệu sân ngôn viên đó ra mở một cái channel riêng ở trên internet để chuyên phát các bình luận về chính trị của mình. Và dạ rồi ông Trump đã chọn người không còn làm việc với Fox News để ngồi xuống cùng ông thực hiện cuộc phỏng vấn kéo dài 46 phút. Phỏng vấn thì được ghi hình từ trước. Và dạ rồi chọn ngay thời điểm đài Fox News trực tiếp chương trình tranh luận sơ bộ đầu tiên giữa 8 ứng cử viên thì ở bên này ông Trump cùng với Tucker Carlson cho chiếu ở trên X tức là Twitter cũ 46 phút của cuộc phỏng vấn quý vị thấy có sự tính toán rất cẩn thận, rất tỉ mỉ và rõ ràng đây là chiêu chính trị khoan nói đúng sai khoan đánh giá nhưng rõ ràng quý vị thấy rằng là đây là một đòn gián rất mạnh vào đài Fox News. Họ hy vọng số lượng người xem sẽ rất là đông, mà số lượng xem đông thì bán quảng cáo sẽ cao. Nhưng ai dẻ đâu 74 triệu lượt người, họ đã không xem đài Fox và họ chuyển sang xem ông Trump trả lời phỏng vấn. Đấy, trong cuộc phỏng vấn này thì quý vị nào có xem có vị thấy là ông Trump đã từ chối trả lời thẳng vào những câu hỏi khó do bình luận viên Tucker Carlson đặt ra. Chẳng hạn như liệu có một cuộc nội chiến có sắp xảy ra ở Hoa Kỳ hay không? Thay vào đó thì ông Trump tập trung tập trung vào các chủ đề quen thuộc, những tuyên bố sai trái cho rằng ông đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 và rồi lời hứa hẹn thắt chặt kiểm soát nhập cư và những lời lẽ coi thường tổng thống Joe Biden và một số đối thủ bên đảng Cộng hòa của ông. Sáu trong số 8 người tham gia tranh luận vào ngày hôm qua 23 tháng 8 đã giơ tay khi được hỏi là liệu họ có ủng hộ ông Trump làm ứng cử viên ngay cả khi ông ấy bị kết án hay không. Thì đó chính là thống đốc của North Dakota là Jeff Bergen, Ron DeSantis, Nikki Haley, Mike Pence, Vivek Ramaswamy và nghị sĩ Tim Scott. Các cuộc thăm dò cho thấy, hầu hết các đảng viên Cộng hòa coi các cáo buộc hình sự áp vào ông Trump 77 tuổi là có động cơ chính trị và khiến chủ đề này trở thành một nội dung khó mà bình luận đối với các đối thủ của ông. Trong cuộc thăm dò của Reuters kết hợp với Ipsos gần đây nhất được công bố trong tháng này thì ông Trump nhận được 47% phiếu bầu của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc, Ron DeSantis giảm 6 điểm phần trăm từ tháng 7 xuống còn 13%, không có ứng cử viên nào khác nhận được mức ủng hộ cao hơn một chữ số các ứng cử viên cũng đã công kích ông Joe Biden, một đảng viên dân chủ, ngay từ đầu. Sau ít phút quảng cáo, Thanh Tùng sẽ tiếp tục kể quý vị nghe những gì xảy ra trong cuộc tranh luận của 8 ứng cử viên trong dòng sơ bộ cho ngày hôm qua, và đặc biệt thông tin liên quan tới việc liệu có phải Putin là người đã ra tay giết chết trùm Wagner Prigozhin hay không. Mời quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News sẽ Thanh Tùng ở phần 2. Chúng tôi tiếp tục kể quý vị nghe phần uh, tuyên bố của các ứng cử viên trong cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của bên đảng Cộng hòa vào tối ngày hôm qua có gì gây chú ý. Cũng như chúng ta cùng tìm hiểu xem vụ mà trùm của lực lượng đánh thuê Wagner là Jeff Prigozhin có tên trong danh sách của chuyến bay gặp tai nạn tất cả đều chết thảm hại đó. Thì liệu vụ này có phải là do Putin gây ra hay không? Tuy nhiên trước hết, sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News giới Thanh Tùng vào giờ này. Tái chế đúng cách tại San Jose thật dễ dàng. Chỉ cần làm theo 3 bước đơn giản này. Một, hãy chắc chắn rằng đó là món đồ có thể tái chế. Nếu quý vị không biết, hãy truy cập sanjoserecycles.org. Hai, hãy chắc chắn rằng món đồ đó sạch sẽ bằng cách đổ bỏ và vết sạch mọi thứ đồ ăn hay chất lỏng khỏi món đồ tái chế. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tái chế, Hãy nhớ rằng San Jose tái chế sạch, không dính thức ăn, không còn chất lỏng, không vấn đề gì. Tìm hiểu thêm tại sanjose recycles.org Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng một và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholey Road 408 chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 -9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phủ bếp và chạy bàn 408 277 -0922. Thưa quý vị, các ứng cử viên bên đảng Cộng hòa trong cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên vào tối ngày hôm qua 23 tháng 8, họ đã dành rất nhiều thời gian để công kích Tổng thống Joe Biden, là một đảng viên dân chủ ngay từ đầu. Ron DeSantis thì nói như sau, đất nước của chúng ta đang suy tàn, chúng ta phải đảo ngược chính sách Bidenomics. Bidenomics là chữ ghép đó quý vị là Nomics là từ chữ economy, economy, chính sách kinh tế của ông Biden được viết ghép lại chơi chữ đó Bidenomics để các gia đình trung lưu có cơ hội thành công trở lại. Trong khi nền kinh tế đã cho thấy khả năng chống chịu tốt một cách đáng ngạc nhiên, thách thức những sự những dự đoán về suy thoái nhờ thị trường lao động vững mạnh trong nhưng mà các cuộc thăm dò lại cho thấy là nhiều cử tri, bao gồm đa số những người ủng hộ Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, thì lại cảm thấy nền kinh tế đã đi xuống trong 3 năm đầu tiên ông nắm quyền, trong bối cảnh lạm phát gia dẳng. Các ứng cử viên cũng nhận được câu hỏi về vấn đề phá thai, một vấn đề đã khiến cho các đảng viên Cộng hòa đau đầu kể từ khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ loại bỏ quyền phá thai trên toàn quốc vào năm ngoái. Và Ron DeSantis, người đã ký ban hành lệnh cấm phá thai, khi thai đã được 6 tuần ở tiểu bang Florida, không nói rõ liệu ông có ủng hộ lệnh cấm tương tự ở cấp quốc gia hay không. Ông bày tỏ rằng ông hiểu là các tiểu bang khác nhau thì sẽ có những quan điểm khác nhau. Thưa quý vị, đó là một số những điểm ghi nhận từ cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của 8 ứng cử viên Tổng thống binh đảng Cộng hòa diễn ra vào ngày hôm qua và dự trù sẽ còn có thêm một số các cuộc tranh luận nữa trong những tuần và tháng sắp tới vì đặc biệt không có sự có mặt của ông Trump. Và dù không có ông Trump thì cuộc tranh luận dẫn được đánh giá là diễn ra rất gây go ngay từ đầu và đầy hấp dẫn. Còn bây giờ, liên quan tới vụ Trùm Wagner là Jeff Cheney Prigozhin được cho hay bị coi là đã, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn phi cơ xảy ra tại miền Tây Bắc của nước Nga vào ngày hôm qua. Jeff Cheney Prigozhin, trường tập đoàn lính đánh thuê Wagner, đã tự ký án tử khi dám chọc giận Vladimir Putin bằng cuộc binh biến yểu mệnh vào cuối tháng 6. Câu này có nghĩa là sao có gì? Tức là Prigozhin tự ký án tử cho mình khi mà nổi loạn, dùng quân sự để nổi loạn vào 23 tháng 6 của năm nay. Đó là dám chọc giận Putin là đã ký án tử rồi. Bởi vì những ai chống Putin đều bị tiêu diệt hết. Và cái án tử thứ nhì là cái án tử thứ nhì á, mà Prigozhin đã ký cho mình. Đó là đồng ý dừng cuộc binh biến lại. Hai cái án tử lần có gì? Thứ nhất, giấy binh chống Putin là một cái án tử. Và rồi sau đó ngu mà nghe theo lời của Tổng thống Belarus dừng cái cuộc binh biến đó lại để rồi nhận cái án tử thứ nhì. Như vị thấy không? Hai cái sai lầm to lớn trong cuộc đời của Prigozhin hai cái án tử mà do chính tên này tự ký thì không có gì để phải ngạc nhiên hay là hối tiếc cho tên trùm đánh thuê hiểu giống mà vô mưu như thế này người việt nam mình trong nước bây giờ không cái chữ mới quá vậy vô tri vô tri tên này từng được putin trọng dụng Yevgeny prigozhin luôn tỏ ra trung thành tuyệt đối Tuy nhiên có vẻ thấy Prigozhin ngày càng trở nên ngạo mạn và sức sược, thậm chí dám vuốt râu hùng. Cái chết thảm của Yevgeny Prigozhin là điều mà nhiều người có thể thấy trước. Cho đến nay, Điện Cẩm Linh thì hoàn toàn không đá động gì đến cái chết chấn động của Yevgeny Prigozhin và họ vẫn ướp mở rằng Prigozhin có mặt trên chiếc phi cơ bị rơi vào ngày 23 tháng 8, 2023. Trong cuộc họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS đang được tổ chức ở Johannesburg của Nam Phi, thì Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov hoàn toàn không nhắc gì về vụ tai nạn phi cơ cũng như cái chết của Prigozhin. Cơ quan hàng không Nga thì cho biết vụ tai nạn xảy ra ở phía Tây Bắc mặt Tư Khoa, khiến toàn bộ người trên phi cơ bị thiệt mạng gồm có 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Bộ Dịch vụ Khẩn cấp của Nga cho biết là chiếc phi cơ tư nhân Empire khởi hành từ mặt tư khoa trên đường đến St. Petersburg và sau khi ở trên không khoảng 30 phút thì bị rơi gần với làng Kuzenkino, dùng Tavir, miền Tây của nước Nga. Dữ liệu cho thấy chuyến bay là chiếc phi cơ đã đạt đến độ cao khoảng 28.000 feet trước khi tín hiệu liên lạc đột ngột bị ngắt. Theo truyền thông nhà nước Nga, thì trong một môi trường thông tin bị kiểm soát nghiêm ngặt cho biết, thi thể của 8 người đã được tìm thấy tại hiện trường đến ngày hôm nay thì đã tìm thấy được đủ thi thể của 10 người rồi. Và hãng thông tấn nhà nước Nga TASS thuật rằng chiếc phi cơ đã cháy rụi. Thưa quý vị, hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti cho biết một trong những mảnh vỡ của phi cơ rơi trên con đường vào làng Kuzen Kino và cảnh sát đã dựng hàng rào ngăn chặn những người tò mò. Vậy tại sao phi cơ rơi? Chưa có nguồn tin nào cho biết nguyên nhân khiến cho phi cơ gặp tai nạn hoặc nếu ai biết thì chắc chắn cũng không tiết lộ. Về phần mình, chính quyền Nga nói rằng họ đang điều tra và tiếp tục thực hiện việc tìm kiếm. Theo phân tích của ký giả kỳ cựu về khoa học và hàng không vũ trụ là Miles O'Brien, thì chiếc phi cơ lao xuống cực nhanh theo một dòng xoáy với rất nhiều khói, vậy hẳn là nó đã bị cháy. Có vẻ như một số cấu trúc bị mất. Một chiếc phi cơ như thế không thể rơi một cách thảm khốc mà không có điều gì đó rất bất thường xảy ra. Và ký giả này nói thêm, sự việc có thể được gây ra bởi một vụ nổ ở bên trong hoặc bên ngoài phi cơ, giống như chất nổ bên trong phát nổ hoặc phi cơ bị trúng quả tiễn. Đó, đây. Rồi, trên phi cơ còn có một số các nhân vật gắn liền với Prigozhin đó là Dmitry Ukin. Đây là người chịu trách nhiệm huấn luyện và chỉ huy các chiến dịch quân sự của Wagner, luôn sát cánh cùng ông chủ Prigozhin Bên cạnh đó cũng có sự có mặt của Valery Chikalov, tên này là tên có mối quan hệ mật thiết với Prigozhin. Dạ rồi, bây giờ thì mình nhìn lại cũng trong ngày hôm qua 23 tháng 8, cũng có tin liên quan tới vị tướng Sergei Surovikin là vị tướng thân cận với Prigozhin bị quản thúc tại gia và bây giờ bị mất chức luôn. Quý vị nhìn 23 tháng 8 là ngày phi cơ rớt và có tin là Prigozhin thiệt mạng, thì nhìn lại hai tháng trước đó, 23 tháng 6, 2023, là ngày Prigozhin dấy lên cuộc binh biến và rồi ngu mà nghe theo lời của Tổng thống Belarus ngừng cuộc binh biến đó lại để rồi nhận thấy nhận lấy cái kết đắng là sự việc xảy ra mà cả thế giới đều biết. Nếu thật sự mà Putin đứng sau vụ ám sát Prigozhin á, thì chắc chắn kế hoạch đã được dàn dựng rất cẩn thận để Putin không chỉ có thể nhổ được cái gai nhức mắt là Prigozhin mà còn diệt được nguyên ổ những tay chỉ huy quan trọng nhất của Wagner. Và giờ đây thì Wagner không không chỉ như là rắn mất đầu mà còn bị vô hiệu hóa gần như tuyệt đối và số phận của Wagner đang hoàn toàn nằm trong tay của Putin. Quý vị thấy trong 23 năm nắm quyền sinh sát chính trường Nga và dẫn mạng chính trị quốc gia, Putin chưa bao giờ chùng tay trong việc trừ khử đối thủ bằng bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả những cách thức tàn độc nhất. Trong nhiều năm qua, các kẻ thù của Putin đã phải hứng chịu một loạt các biện pháp tấn công và ám sát ngày càng bất thường, từ chất đồng vị phóng xạ bỏ vào trà, cho đến chất độc thần kinh bôi trên nắm cửa và quần lót. Tất cả đều được thiết kế để trấn áp các đối thủ. Tuy nhiên, những phương pháp này đã làm xói mòn quan điểm cho rằng Nga là một quốc gia bình thường. Và nó giặt trần chế độ của Putin như một tổ chức mafia được điều hành bởi ý muốn cá nhân và hận thù. Và cái chết của Prigozhin sẽ giúp củng cố nhiều hơn cho quyền lực của Putin. Khi sự việc xảy ra thì Putin đang phát biểu tại một cuộc họp ở Kursk và ca ngợi chiến thắng của quân đội Liên Xô trước quân xâm lược Đức Quốc xã 80 năm trước các công tố viên của Nga, những người vừa nhanh chóng chấm dứt cuộc điều tra về cuộc binh biến của Prigozhin sau khi ông này chấp nhận thỏa thuận sống lưu vong ở Belarus, đã nhanh chóng mở cuộc điều tra về hành vi vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hàng không. Công chúng Nga có thể sẽ được thông báo rằng chính sai sót của phi công hoặc lỗi của phi cơ đã khiến cho Prigozhin tử nạn. Và thưa quý vị, ở Nga không ai mong đợi được nghe sự thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị dành cho hot news với thanh tùng vào ngày hôm nay và hẹn gặp quý vị hot news với thanh tùng vào ngày mai